Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn cái phương pháp để chúng ta có thể chăm sóc và dưỡng da của chúng ta, đưa cái làn da của chúng ta đang bị nhiễm độc trở lại cái vị trí ban đầu của nó và trở lại cái quỹ đạo của nó. Tiên chúng ta sẽ sử dụng sữa rửa mặt của dòng Bio Classica Vevery Cream Cleanser. Sau khi làn da của chúng ta được làm sạch, chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai, đó là tẩy da chết. Và phần này thì chúng ta sẽ sử dụng ống tinh chất số 10. Và tẩy da chết của chúng tôi đó là sản phẩm đặc biệt, gồm có một ống tinh chất và một viên enzyme. Sau khi chúng ta thực hiện bước số 2, đó là bước tẩy da chết, thì chúng ta sẽ sang bước thứ 3, đó là bước cân bằng. Và sản phẩm cân bằng ở đây chúng tôi sẽ dùng đó là Laia Lotion. Sau khi chúng ta thực hiện bước cân bằng cho da, thì chúng ta chuyển sang đó là bước điều trị cho da. Chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm Ampu Angela Extra. Sản phẩm này là chiết xuất từ tàu biển, các thành phần khoáng chất, vitamin giúp chỉnh, sửa, tăng cường các chức năng của da, mang lại lợi ích chăm sóc cho da. Và lợi ích của sản phẩm là một ống tinh chất phù hợp với mọi loại da đang bị hư tổn, kích thích lưu thông máu, loại thải tạp chất độc tố giúp cân bằng chức năng da, cân bằng tông màu da và độ căng da, đẩy mạnh quá trình làm lành vết thương. Do vậy rất phù hợp với da bị mụn, tạo độ ẩm và giữ lại các chất dầu tự nhiên của da. Và cách sử dụng như sau: sau khi chúng ta làm tất cả những cái bước mà tôi đã hướng dẫn như trên, thì chúng ta lắc đều ống tinh chất, thoa lên mặt và cổ, tránh vùng mắt, massage nhẹ nhàng, hoặc chúng ta sử dụng máy ion âm để chúng ta kích hoạt sản phẩm cho một cách tốt nhất. Ta chuyển sang bước thứ 5, đó là chúng ta sẽ massage bằng collagen đông khô hòa tan. Và sản phẩm này có gì đặc biệt? Đó là sản phẩm collagen hòa tan dựa trên công nghệ thủy phân. Và công nghệ này giúp cho sản phẩm cấp ẩm sử dụng trong liệu pháp tiếp xúc da, làm dịu da, phục hồi màng lipid, tạo độ mềm mượt, bảo vệ các chức năng tự nhiên của da. Và công dụng của sản phẩm này là tăng cường cân bằng lượng lipid và hydro của da, tạo lớp bảo vệ ngăn ngừa kích ứng cho da, giảm ban đỏ phù nề, tăng cường độ bảo vệ cho da, tăng cường sự mềm mại của da và kích thích lưu thông tuần hoàn máu. Sản phẩm này chúng ta cần phải một chất dẫn, đó là Cryptogel. Ngoài ra chúng ta sử dụng thêm một chút nước tinh khiết nữa. Và chúng ta hãy trộn Cryptogel với một chút nước hòa tan vào với nhau. Chúng ta trộn đều hai cái sản phẩm này lên ạ. Sau khi trộn đều, chúng ta được một cái hỗn hợp. Và chúng ta sẽ sử dụng hỗn hợp này trên toàn bộ khuôn mặt. Chúng ta sử dụng hỗn hợp này toàn bộ mặt thì chúng ta đặt miếng collagen đông khô lên 5 điểm trên khuôn mặt. Chúng ta sẽ bôi thêm một lớp hỗn hợp vừa rồi chúng ta đang thực hiện ấy. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện động tác massage nhẹ nhàng để cho miếng collagen tan ra. Sau khi chúng ta thực hiện thao tác massage xong, chúng ta sẽ chuyển sang bước đó là đắp mặt nạ. Và sản phẩm chúng ta sử dụng trong bước này đó là sản phẩm mặt nạ Oceania Mask. Sản phẩm này có điều gì đặc biệt? Sản phẩm được chiết xuất từ những sinh vật biển. Ngoài ra đặc biệt hơn nữa có thành phần đó là ion bạc, có tác dụng thải độc cho da, làm lành vết thương và diệt khuẩn. Sau đây là bước cuối cùng và sản phẩm chúng ta đó là sản phẩm dưỡng da trong dòng Laia Cream Marine. Và sản phẩm này thì có tác dụng hỗn hợp kem sữa chăm sóc da 24 giờ, kiểm soát chất nhờn, làm dịu da và ngăn ngừa viêm da.